da mặt của mày đỡ sần. Trời ơi, cái ông người rám gì đâu mà ông xa quá. Sủa. Hello. À, nay tôi xin đứa nào cũng đuối hết bà con ơi, đuối như cái chuối. Chém gió mới nha, chém gió kiếm khắp cho mai mốt bữa kia rồi. Đó, xin sủa. Đào ơi, bạn Đào ơi. Nha, toàn những người đàn bà thôi. Hello. Accept em với chị hả? Các bạn đi em. Học trò cũ chào chị Mai. Ồ, chào em Lượng nha. Khỏe không? Có học cuộc khóa xin không? À, có. Trước em. À. Anh nhớ xin không? Tiểu sư muội, tiểu sư muội. Hello, hello. Xin chào mọi người. Thích ngắm các nét đẹp lạ lạ của em gái. Dạ. Được cái em lạ lắm chị. Em thừa nhận là mình không có đẹp nhưng mà mình lạ. Mà người ta ai mà nhìn em là dễ bị dính lắm. Không đẹp nhưng mà đẹp. Dễ bị dính với em lắm. Chị Mai xinh quá, chào chị kế bên nha. Chào xin. Hello, hello. Đến hẹn lại lên mà con. Ngày hôm nay xà quần tôi từ 9 giờ sáng tới 8 rưỡi tối. Là lúc nào cũng cầm máy xong luôn mà con. Thả ra ăn cơm cái là xuống làm việc liền luôn. Mỗi lượt ăn cơm chỉ nghỉ 20 phút thôi để ăn cơm thôi, còn lại làm tới khuya luôn. Chiều nay chủ nợ mới qua thu hồi nợ nữa. Chào sư muội nha, em khỏe chị Mai ơi. Ok, bữa nào ghé thăm chị đi, chị rất là mừng nếu như mấy đứa học trò cũ đứa nào mà ghé qua, còn đứa nào mà quên tao đây, thì tao ghim. Đứa nào quên tao, tao sẽ ghim, không? Trời ơi, ông nội kia nói tiếng gì tôi đâu biết đâu. Chị gái có chồng chưa? Chưa. Em à, còn à, gái tơ, còn trong trắng. Gì? Hello, xin chào mọi người. Tôi vẫn khỏe nha. Nói chung là mặc dù là làm cả ngày cũng cuối giờ thì đuối đuối, nhưng mà dạo này mình được bồi dưỡng lắm. Mình toàn ăn hàu sống, tôm sống rồi nên nó sung không à con. Nên vẫn có sức cày không. Tiệm đông khách lắm hay sao chị like trễ vậy? À, cũng có khách em. Với lại chưa có nhiều thợ cho nên là chị ôm khách chị làm nhiều. Rồi về nha. See you tomorrow. Mến mộ em lắm mà xa quá không có dịp gặp. Ồ vậy chừng nào anh chị vô Sài Gòn thì qua bên 51 Lê Thị Riêng gặp em. Mai cười hiếp mắt cưng ghê hả? Trời ơi, mắt hiếp này có nhiều lợi thế lắm mà con. Liếc trai không ai biết. Ok em Thảo. Lạ mà còn độc mà còn đẹp nữa hả? Ôi, không dám nhận đẹp bà con. Độc lạ là được rồi. Hai cái đó là mình ăn tiền rồi bà con ơi. Chứ còn đẹp nữa chịu sao nổi. Đấy. Bữa nay tôi style học sinh Hàn Quốc bà con. Ấy trời, nay bén lắm. Bén xà bén lắm. Tối nhớ khóa cửa cẩn thận em ơi. Ok chị Khuyên.
Trời ơi, em có vệ sĩ. Sao vậy, khu này có biến hay sao chị Khuyên? Khu này nguy hiểm manh động lắm đúng không? Trời ơi, nó nhìn thấy em mà nó sợ rồi, lấy đâu mà nhập nha nữa. Anh đâu chị Mai, anh nào? Làm gì còn anh nào đây, tôi chỉ có ấy à, em tôi kìa. Thằng áo đen là em tôi thôi. Chứ chưa có anh nào cả. Thôi đừng nhờ, chắc tôi phải comment cái câu kia quá. Để tôi comment câu này, đừng ai. Nhắc đến anh nào trong livestream của tôi. Tôi độc thân như tính. Ok được chưa? Đấy. Anh cũng đam mê xăm nữa. Anh thích vì vợ chồng em vui tính, nói chuyện cực dễ thương. Dạ. Vợ chồng nào đây? Em làm gì đã có chồng? Anh nói thế. Em còn đang tìm người yêu đây này. Gì? Nhận đệ tử không chị? Có nhận đệ tử mỗi ngày. Dạo này dàn đệ tử tôi bén lắm nha. Mai mốt là tôi lên hình dàn đệ tử của tôi cho coi. Toàn là trai xinh gái đẹp. Toàn là mấy em 2000, 199 mấy, bén xà bèn, xinh như tôi vậy đó. Chị kia không ở chung với chị không? Ở nhà riêng. Gì? Ngủ sớm đi, mai em qua rước đi chơi. Không, tôi dạo này đam mê làm lụm kiếm tiền trả nợ bà con. Dạo này không đi chơi bời ở đâu hết á. Chừng nào mà mình hết nợ đi mình mới đi chơi được. Mình mà đi chơi á, chủ nợ thấy mình check in chắc cũng các kiểu tức ghét. Mình phải ở nhà để dành tiền trả nợ rồi mình sẽ đi chơi sau. Gì? Độc thân vui tính chị. Ủa alo gì độc thân vui tính? Đúng rồi, tôi độc thân vui tính mà. Đừng ai nói chồng con rồi người yêu bồ bịch cũ anh nọ anh kia vậy trong livestream tôi nữa nha. Tôi còn đang kiếm người yêu đây này, đừng có nói vậy mất hết mối của tôi. Cái kiểu gì tối mai tím mắt á? À, nói mà không tin. Chả phải sợ, chả phải tím. À, khóa học nhà mình có 4 khóa học. Bạn nào muốn học á thì nhắn tin cho mình. Học phí 12 triệu, 25 triệu, 27 triệu, 35 triệu. Còn học sổ khuyên riêng là 5 triệu. Đó. Tùy theo bạn muốn học cái gì. Chỗ này tôi chia ra nhiều khóa, có nhiều thứ để học lắm. Bên chị có sửa hình xăm không? Có. Sửa hình xăm á, ngày nào cũng sửa luôn bà con. Ngày nào cũng có người kêu tôi sửa hình xăm á. Rồi che hình xăm cũ, rồi che tên người yêu cũ. Hôm nay có ca người yêu mới dắt người yêu được người yêu mới dắt đi che tên người yêu cũ. Đấy. Đây. Đấy. Cái tên người yêu cũ đó là người yêu mới dắt qua xăm một cô gái với con chim. À, mất tiêu. Bà nào mà xăm tên người yêu cũ đâu qua đây gặp tôi hả? Các kiểu cũng là điệu. À, bữa nay có cô xăm bít lưng. Đây, xăm bít lưng. Mà đang trong quá trình, cũng là che hình xăm cũ luôn bà con. Nhưng mà đang trong quá trình thôi nha. Cái này phải chia ra khoảng 2-3 lần nữa quýnh mới hết. Đó, che hình con sói bằng mặt quỷ đó. Từ từ. Hello. Em làm gì đã có người yêu, em còn sợ ế đây này. Dạ đúng. Em còn đang sợ ế đây nè. Đang tích cực livestream kiếm người yêu đây nè. Gì? Phạm Mai chuyên gia đắp mộ các cuộc tình đúng.
Đúng luôn nha. Chị nào mà có tên người yêu cũ chỗ hiểm chỗ hóc gì gặp tôi là nó qua cái thể loại khác hết. Bữa trước tôi còn có cái cô kia độc chiêu lắm. Anh bồ anh dắt đi, anh dắt đi xăm tên của ảnh bốn vị trí luôn, một hình là ngay dưới chân ngực gầy đánh dấu chủ quyền cặp nhũ, còn ba hình còn lại là xung quanh cái vòng kính của cổ luôn. Làm bữa đó tôi che xịt máu mũi luôn mà con à. Gì bữa nay trông chị mập hơn xinh lắm hả? Mập đâu, tôi cũng có bốn mấy ký à, có bốn bảy bốn tám ký à bà con, nhìn gần à vậy à. Ai, cho bà con nhìn tôi không ở gương. Đấy, sao mập đâu mập, bốn mấy ký thôi bà con. À, này đủ tiêu chuẩn tìm người yêu không? À, yêu em đi, em xong em không có đòi hình đâu. Câu này tôi học được của thầy tôi á. Dưới chân là đóng màu, màu để mốt vẽ tranh tiếp, đang vẽ. À, bữa nay theo xì tay nữ sinh Hàn Quốc nha bà con. Trời, bén bén xà bèn. Sỏ khuyên mũi có đau không à? Đau, đau, đau tí xíu. Gì? Em kiếm người yêu Vinh đang em không ghé nữa thôi. Vinh đánh em không ghê nữa thôi. Ô, Mai Nguyễn. Chị Mike, em với anh Vinh chia tay rồi, lâu quá rồi chị không có vô Facebook em đúng không? Lâu quá rồi chị không có theo dõi em đúng không? Chia tay lâu rồi chị. Kim comment kìa, chị đọc comment đi. Em đã đọc thông quy tính, thấy Facebook em để chế độ độc thân chưa? Học trong vòng mấy tháng hay đến khi ra nghề chị ơi? Học đến khi ra nghề luôn em. Còn nếu em chọn những cái ví dụ học xăm hình mini thôi thì 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi là xăm được hình mini rồi. Chị Mai cho em xin info chị hồi nãy đi. À, info của nó là xin đổ. Em vô trong list bạn bè của chị tìm xin đổ là sẽ ra nó đó. Học trong vòng mấy tháng chị hỏi mãi. Chị nói rồi, nếu em học mini thì 2 tháng rưỡi. Còn học khóa hình lớn hoặc là học tất cả mọi thứ thì học tới khi nào em cảm thấy ok ra ngày là được. À, anh Mike. Anh Mike ơi, em với anh Vinh chia tay rồi. Lâu quá anh không theo dõi đúng không? Ngày xưa em thấy anh hay comment lắm, giờ bây giờ mới thấy á. Em đã chia tay rồi, bây giờ em mở tiệm mới á, một mình em mở tiệm ở ngoài quận nhất rồi. Thấy em ghi mấy comment nào, đừng ai nhắc tới anh nào trong livestream của tôi nữa. Đúng rồi, bữa nay ghi bình luận trước luôn không? Để tránh trường hợp không? Tránh trường hợp còn ai mà hỏi là tôi xin phép không trả lời không? Em ơi, xăm ở ngực có đau không em? Đau. Đau nhưng mà chịu được anh. Ở chỗ nào cũng đau hết á. Nhưng mà đẹp là được à. Em nói thiệt á Mike. Cái gì à? Đừng nhắc tên anh ấy nữa. Em cùng quê Tết chị có về không? Cover giùm em với. À Tết chị không về, Tết chị ở Sài Gòn làm nha em. Chị mới mở tiệm à. Đóng cửa tiệm á mấy ngày Tết á, về quê phải cách ly rồi này nọ là chị không về được đâu. Nếu như em vô Sài Gòn á thì em ghé tiệm chị làm cho. À, còn người ở quê mình á thì chị sẽ luôn có cái giá ưu đãi, thấy không? Ai mà ở quê tôi là tôi sẽ có giá ưu đãi, bà con ở xa đừng giận hờn tôi nha. Tại ai cũng có cái lòng yêu quê hương, làng xóm láng giềng hết, đừng phân bì nha. Xạo quá, hai người như hình như bóng. À, giờ đứt bóng rồi.
giờ còn hình không à, đứt bóng à. Vậy quyết định đúng đắn hả, hên xui nha bà con, chưa biết đời, chưa biết trước được điều gì, mình không dám nhận mình đúng đâu bà con, biết đâu mình sai hay sao, kệ tới đâu hay tới đó. Chị ơi em đặt, em ơi chị đặt xăm cho bạn chị. Dạ khi nào chị nhắn tin cho em, ngày nào ngày nào. Ai rồi cũng phải chia tay, sao trời đẹp đôi vậy mà. Đúng rồi nha bà con, ai cũng phải chia tay nha. Ngày xưa tôi nghĩ là sẽ không bao giờ chia tay đâu. Dồn hết vô. Nuôi hy vọng, xây dựng. Tới một ngày chợt nhận ra, phải không? Chợt nhận ra là mình đang ngậm trái đắng. Nên thôi, đắng quá, không ngậm nổi nữa, nghỉ. Quê tôi ở Bình Định nha bà con. Gì? Chị ơi xăm hình cá chép dưới bắp chân giá bao nhiêu? À, cá chép dưới bắp chân thì khoảng 3-4 triệu cũng có, con nhỏ nhỏ. Còn chục triệu cũng có, mười mấy triệu cũng có, tùy theo em. Anh bị vợ bỏ 12 năm rồi hả? Trời ơi, tội nghiệp anh quá. Đúng rồi, hy vọng đã tắt, đúng rồi. Tắt ngấm nha bà con, y như đống lửa mà bị mưa xuống vậy, tắt. Gì, nuôi hy vọng chi cho mệt trong khi người ta đã có vợ. Bởi vậy. Chị bán quán gì dạ? Tôi đâu bán quán gì đâu bà con. Tôi làm tiệm xăm mình. Đây, bà con nhìn đi. Tiệm xăm mình nha. Tiệm xăm mình của phụ nữ. À, chủ tiệm là nữ, thợ là nữ. Lượng khách nữ rất nhiều. Cho nên là tôi trang trí theo cái kiểu hơi rất là diêm dúa, hoa hòe. Đó. Hoa này bạn tôi mua ở Đà Lạt nè. Trời ơi. Ê chút. Rót ly chi phát uống nhỏ hừng hừng không mày. Chút chó. Đấy, còn em tôi BD. Đúng không? Dạo này hay soi gương lắm. Kính lưng bên tôi từ 20 đến 40 triệu à con. À, cá chép ở bắp tay thì 5 triệu cũng có, 7 triệu cũng có, 10 triệu cũng có bà con, tùy theo. Bán mực với kim khuyên đó chị. À, tôi không bán mực nhưng mà tôi có bán kim với bán khuyên. Ai muốn mua khuyên hay gì thì liên hệ tôi. Còn tôi không bán mực. Ai muốn mua mực để tôi chỉ ra chỗ mà tôi mua đó, giờ cả chục năm nay tôi mua chỉ có một chỗ thôi. Xài ổn định lắm. Bà con bữa thấy tôi post Facebook không? Cái hình tôi làm cho khách 6 năm trước mà giờ màu tươi rối bà con à. Y như mới xăm vậy. Lại chỗ đó bán mực cũng tốt lắm á. Em mới coi bài báo về anh chị. Chắc do anh chị hết duyên hết nợ, đừng buồn nhé. Dè. Yeah. Thì buồn gì nữa bà con, giờ phới buồn nữa. Ai cũng có thời gian buồn, nhưng giờ lâu lâu không, lâu lâu cũng bị dấp cục đá bà con, không té hố. Ví dụ như tối hôm qua chẳng hạn, tôi ngồi tôi nghĩ băng quơ tiền nhiều để làm gì, không thôi nách chủ đề khác. Mất công tôi lại buồn nữa bây giờ. Hình màu cỡ 7cm tầm bao nhiêu chị Mai? À, tùy theo thể loại nha em, cũng có khoảng 600-700 ngàn cũng có, mà khoảng 2-3 triệu mà cũng có nha em. Có những hình chi tiết tả lâu mấy tiếng đồng hồ trong khu vực 7cm đó thì cũng có giá 2-3 triệu luôn á. Vì tiền nhiều để trả nợ, đúng.
Bây giờ cái công việc cấp thiết của tôi hàng ngày là trả nợ. Tôi cứ gom gom được khoảng 10 triệu, 20 triệu là tôi bắn à bà con. Bắn qua tài khoản của mấy chủ nợ liền. Rồi cũng có khi 5 triệu tôi cũng bắn luôn bà con. Tôi không có giữ tiền trong người. Bây giờ là trả nợ đi. Trả nợ vài tháng đi, xong rồi nếu mà trời thương là lúc đó mình mới bắt đầu gom. Mua nhà, mua xe, mua đất rồi các kiểu vậy. Vậy có người yêu mới chưa? Chưa. Bữa giờ nhiều anh tán lắm mà chưa đồng ý anh nào á. Đang suy nghĩ bà con. Thiệt bữa giờ nhiều anh tán lắm. Không biết ở đâu ra mà giữ, hình như người ta me mình hay sao á. Mình vừa bật chế độ độc thân á là nhảy vô liền. Thôi đang chờ. Đang chờ ngày lành tháng tốt bà con. Chị còn ở Sài Gòn hả? Còn tôi mới mở tiệm ở quận nhất luôn. Trung tâm, khu trung tâm luôn bà con. Chơi gió hú hồn luôn. 16 tây tháng 1 em qua xỏ khuyên. Ok em Khánh. 51 Lê Thị Riêng nha. Chuyện gì đã qua thì cho qua, nhẹ lòng suy nghĩ chi nhiều là mình mau già phải không? Dạ. Thì nói vậy thôi, nhưng mà lúc nào suy nghĩ thì mình cũng phải suy nghĩ. Nhưng mà lúc nào mình cho qua thì mình cũng phải cho qua thôi bà con. Suy nghĩ chưa? Thế vậy chứ sao quên nhanh được. Mình chứ có phải cái bánh tráng đó mà lật qua lật lại được bà con. Vậy sửa chân mày bao nhiêu ạ? À? À, chân mày em sửa sao? À, làm mới á, chị làm 1 triệu 6 á, còn sửa thì tùy. Thường là cũng 1 triệu 6 luôn hoặc 1 triệu 2. Nếu mà dặm lại thì 1 triệu 2 bà con. Còn sửa mà đổi dáng đồ, xóa đuôi rồi các kiểu à, 1 triệu 6 á bà con. Nếu mình lên cá chép bắp chân một lần lên màu luôn hay mấy lần? À, tùy theo sức chịu đựng của em nha. Nếu như em chịu đựng được á thì mình làm một lần thôi à. Còn không chịu đựng nổi thì chia ra 2-3 lần. Em tưởng chị bán quán. Quán gì? Nhìn chị có giống người bán quán gì? Nhìn chị giống giang hồ mà bán quán gì? Sỏ khuyên môi đâu không à? Đâu gì? Em mới vào lại Sài Gòn, em có ảnh chụp chung với chị cách đây mấy năm. Bữa chị nói có ảnh giảm 50%, giờ còn không? Á đù, tôi nói có ảnh giảm 50% nào trời. Xạo ghê vậy á. Thôi đó, tôi nhớ ngày xưa là tôi có một chương trình khuyến mãi, ai khen tôi đẹp, tôi đẹp, tôi giảm 50% thôi à. Mà chỉ có một ngày duy nhất à bà con. Còn giờ tôi ra đường người ta xin chụp ảnh với tôi quá trời luôn. Bây giờ ai có ảnh cũng giảm 50% á móm á bà con à. Bao giờ có dịp vào Sài Gòn, chị muốn xin chụp với em một tấm về làm kỷ niệm. Dạ ok chị Hoa. Rất hân hạnh. Bà chị tôi bán hàng nóng hàng lạnh đó bà con. Thôi tôi không có, tôi chỉ bán kim với khuyên đâu bà con. Tôi không có động vô hàng, hàng họ. Gì con chị theo ai hả? Con tôi theo tôi. Con tôi đó giờ theo tôi, nó có theo ai đâu bà con. Em muốn xăm vùng kín có khỏi ủ tê được không chị? Xăm xong quan hệ được không? À, em ơi, xăm vô vùng kín mà không ủ tê thì cũng được. Tùy theo sức chịu đựng của em. Còn mới xăm xong mà em đòi quan hệ hả? Thì tùy em thích em quan hệ. Còn mốt nó lỡ loét gì thì đó không phải việc của chị hả? Mình kiêng được thì tốt. Riêng xăm gì, xăm vùng kín thì kiêng ngủ với ghệ một tuần nha em. Chị Mai ơi, xăm mí mắt bao nhiêu hả? Ở xăm bự như tôi 1,2 triệu. Còn xăm nhỏ nhỏ đá cái đuôi lên thôi thì 1 triệu rồi con. Còn nếu mà xăm cái ngay sát cái đường mi nhỏ thôi thì 800.
xăm chân dung ngay ngực nam thì khoảng bao nhiêu? Bên tôi thì chỉ nhận chân dung trắng đen thôi nha bà con, khoảng 4-5 triệu gì đó ở trên ngực. Tùng tiểu hả? Chụp cách đây mấy năm hả? Càng lâu càng có giá hả? Rồi mang hình qua đây, trời ơi tùy theo mức độ tình cảm phải không, mang qua đây. Gì à, 30% em chụp cùng chị tại chợ Hạnh Thông Tây à, rồi qua đây, qua đây Tùng tiểu. Em xỏ khuyên rốn lần đầu 6 tháng chưa lành mà bị rớt khuyên 3-4 ngày bích lỗ, em xỏ lại lần 2 thì được ít lâu lại tháo ra vì có bầu lúc đó chưa lành, giờ em muốn xỏ lần 3 được không? Được Hạnh Nhi. Đẻ chưa? Đẻ rồi thì qua. Qua xỏ em ơi. Được chứ? Còn đang bầu rồi, để từ từ. Được nha Hạnh Nhi ơi. Nhậu đi. Ừ, làm ly chi phát đi. Có đá không? Có. Lấy miếng đá bỏ vô ly nhỏ. Lấy nồi với khò. Khò. Khò chưa? Khò gì? Đồ má đá uống rượu nhưng mà đá đập má ơi. Em ơi mai qua xăm chân mày được không? Dạ chị. Mai chị qua mấy giờ? Hình như là em có ghi lịch chị rồi nè. Hồi nãy em coi tin nhắn chị, em có ghi lịch rồi nè. À không phải, chị Minh Hà khác. Mai mai chị qua mấy giờ vậy chị Vĩnh Hà? Mai là 1 giờ là em có cái hẹn rồi. Thì trước đó hoặc sau đó chị book là được nha chị. Khóa học bên mình bao nhiêu hả? Em inbox cho chị đi. Xíu nữa chị nhắn tin thông tin khóa học đó. Chị có 4 khóa học lận để coi em lựa chọn khóa học như thế nào. Em thích nhật cổ bên chị có nhận không? Có. Trời ơi, tôi nhật cổ, nhật tăng gì tôi cũng nhận hết á. Cái gì tôi cũng nhận. Chỉ có trừ chân dung màu á. Chân dung màu nha. Thì tôi làm chưa tốt, tôi sẽ chỉ cho bà con tới thợ làm rất là giỏi luôn. Cái nào tôi làm tốt là tôi nhận à, còn làm mà chưa tốt thì tôi sẽ không có nhận, tôi sẽ đẩy qua cho bạn tôi làm. Bạn tôi mà những người tôi giới thiệu toàn là những người nổi tiếng hoặc là toàn là những người làm giỏi của Việt Nam luôn á bà con. Chứ mối quan hệ tôi không phải là amateur, đúng không? Nên bà con cứ yên tâm, thích hình gì thì bắt qua đây. Tôi không làm được tôi chỉ cho thợ đỉnh nữa không? Rồi bỏ vô. Đấy. Nhà chỉ có 3 nhân mạng này thôi. À không, 2 nhân mạng và 1 cẩu mạng. Mai xăm đường nét rất đẹp. Dạ cảm ơn chị Kim Ngân. Hình của chị lục mày chưa? Lục mày chứ chị. Cảm ơn chị nha. Có gì chị ghé ủng hộ em nữa nha. Nếu như mình vẽ không đẹp mình học xăm được không? Đây, tôi là một tấm gương sáng trong việc không biết vẽ luôn. Từ nhỏ tới năm 20 tuổi là tôi không biết vẽ vời của mẹ hết là con. Chưa bao giờ tôi cầm vô tờ giấy cái bút chì hết. Nhưng mà từ lúc mà tôi làm xăm á, là cái học xăm á, cái khả năng vẽ của mình cứ tiến triển. Bây giờ mình sáng tác được luôn mà con. Mấy bạn không biết vẽ đừng có nản, mình phải gắn bó với nó, mình phải luyện tập thì sẽ biết vẽ thôi. Ai mời bà con làm ly chi phát cho hừng lên đó không? Gì vậy? Có khô gà kìa. Nè. Hên có đá dòng cháy cổ luôn á. Thế nhẽ vài bữa em mang ảnh qua
Luôn á, cái ông ok, ok, trời ơi, cái ông tùm tệ, ông mang ảnh qua đây. Ông qua để lẹ. 51 là thì riêng nha, 51 là riêng nha. Chị Kim Ngân lột rồi, đẹp lắm em ạ. Dạ, cảm ơn chị. Khách khen, phái, phái. Quắt đuôi, quắt đuôi. Hello Malaysia. Chị có xăm chả gót không ạ? À, có. Chân chị... chân của chị lột ra đẹp lắm Mai ơi. Dạ ok chị, cảm ơn chị. Ok, đừng có spam nữa. Dạ chào cô Tô Kiều. Dạ. Chúc cô ngủ ngon nha. No, tôi ở Lê Thị Riêng quận nhất nha. À, tôi đổi địa chỉ rồi, ai muốn gặp Mai thì qua Lê Thị Riêng. Mai không còn ở Bình Thạnh nữa. Quận nhất bà con, 51 Lê Thị Riêng quận nhất, ngay ngã 6 Phù Động á bà con à. Bà con đi ra quận nhất á mà thấy cái ông Thanh Giống á, ông ở chỗ nào là tôi ở gần đó lắm rồi đó, chỉ cách tôi mấy trăm mét thôi đó. Trời khi hoài em ngại quá. Có gì chị ủng hộ em nữa hoặc là giới thiệu cho khách giùm em là được rồi nha chị Ngân. Chị đổi lâu chưa? À, tôi ra đây cũng được 3 tuần rồi bà con. 3 tuần. Đấy. Em ruột hai chị em đó. Bữa tôi đăng này lên. Tôi đăng này lên mà gì bờ vai gì cái có ai vô comment là nói là người yêu tôi không có nha bà con, tôi không chưa người yêu. Nàng em tôi thôi. Em biết rồi. Ô, ok ok. Ủa bữa em lên ngay quận 1 luôn, sao không thấy ta? Ủa em lên bữa nào? Bữa em lên là bữa nào vậy? Chị ở 51 Lê Thị Riêng nha em. Ở Bình Định còn làm không cô? Không, ở Bình Định giờ tôi chưa có nhân viên mà con. Ở Sài Gòn tôi còn đang thiếu nhân viên nè. Mai mốt mà Sài Gòn mở cửa, khách Việt Kiều, khách du lịch đổ về, tôi còn đang thiếu nhân viên nè bà con. Chưa, khi nào mà lính ở trong này đầy đủ tôi mới bắt đầu điều động về Bình Định. Khách Bình Định giờ chờ tôi nhiều lắm. Nhưng mà biết sao giờ. Tôi làm sao phân thân được. Tôi ước gì bây giờ phân thân được là tôi kiếm dữ lắm đó bà con. Ở Bình Định tôi làm 2 tuần thôi cũng kiếm tiền trăm á. Mới tuần rồi á chị, em chạy ra tới công viên Nguyễn Huệ luôn. Úi giời ơi. Em đừng ra tới công viên. Bây giờ em bốc rap tới 51 Lê Thị Riêng mà chị đang đó. Vậy lâu quá không xem chị, xem lại chị độc thân luôn. À, mai mốt mà xem lại cái chị lấy chồng luôn. Mốt xem lại một lần nữa chị lấy chồng á, đẻ thêm đứa nữa luôn rồi, chắc chết luôn á. Em chị có người yêu chưa? Vì 51 Lê Thị Riêng là khách sạn 3 sao mà. No no. Cái khách sạn 3 sao là 49 là kế bên tôi. Đây, để tôi cho bà con coi. Còn tôi á là kế bên nó. Nó là kế bên tôi nha bà con. Đây, cho bà con. Đây. Đó. Đây là khách sạn 3 sao. Đó, hem móc. Còn tôi là kế bên nó. Đó, tôi đây. Đó, đứng ở khách sạn 3 sao là thấy cái mặt tôi. Thấy không? Đây là con đường Lê Thị Riêng đây. Đó. Đường này là nó sầm uất lắm. À, buổi tối ở Sài Gòn bây giờ hết sóng về đêm rồi. Chứ ngày xưa là khu này không có ngủ bà con. Đó, khách sạn 3 sao. Gặp tôi. À, 51 Lê Thị Riêng nha. Ok chưa? Đó. Nhìn vô. Ở ngoài nhìn vô. À, màu mè hoa lá hẹ.
khu vực bán khuyên, bán khuyên, bán khuyên, đó, tủ chân khuyên, hồ cá, hồ cá. Bây giờ tắt tắt điện rồi, tắt điện chứ không mà rêu râm một ngày mở mấy tiếng thôi. Vô trong kia là phòng xăm, ở trên cũng là phòng xăm, phòng xỏ khuyên rồi các kiểu. À, ở trong đó đó. Ok chưa? Rồi bữa chạy ngang luôn mà em không để ý má ơi. À, mốt nhớ nha. Mốt nhớ để ý. Lần này chọn anh nào thương mình và chăm lo cho mình được mà yêu nha em. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ em khôn rồi. Giờ ai ai thương mình, yêu mình thì mình thương lại, còn không thôi. Không có đú, không có chạy theo trai nữa bà con. Không có trâu đi tìm cọc nữa. Vớ vẩn. Rút kinh nghiệm. Đợt thứ N. Vậy kiếm đâu ra mảnh đất đẹp vậy hả? Bạn tôi kiếm giùm tôi bà con. Của nhà người ta lại mướn như kiếm đâu. À mướn. Nhưng mà bạn tôi tìm giùm tôi. Tôi cũng có nhiều người bạn thương mình lắm, lo cho mình lắm. Từ cái tìm mặt bằng cũng có người giúp nè, từ cái tiền mở tiệm cũng có người giúp nè. Nói chung là tôi bước ra là hai bàn tay trắng. Nhưng mà bạn tôi đã tạo cho tôi một đống nợ nên tôi mới có cái tiệm này nha bà con. Nay tôi 32 tuổi. À 31. Nếu mà đúng tính còn vài ngày nữa là qua 32 nè. Tôi sinh năm 1990. Review tiệm á. Trời ơi, coi đâu review, bữa bữa giờ trong livestream review mấy lần rồi. Coi đi coi lại nó mới chán đi chứ. Yeah. Anh xin một chân phụ được không em? Thôi giờ em cần tìm người chân chính à. Chứ giờ chân phụ thôi. Tự phụ cho rồi. Thà ta phụ người thiên hạ, không để người thiên hạ phụ ta nha bà con. Mốt chắc chuyển nghề phụ hồ á. Dạ, chăm lo ở đây là kinh tế á em. Kinh tế hả? À là ý chị kêu là nào có tiền thì thương hả? Trời ơi, thôi có tiền chưa chắc nó thương mình chị ơi. Có tiền suốt ngày nó chơi với mình xong rồi nó chán mình, xong rồi nó lại bỏ tiền ra kiếm con khác. Thôi mình cũng không cần người có tiền nữa. Mình cần người vừa vừa đủ đủ rồi, lo biết lo, biết thương mình, biết chăm sóc mình là được rồi. Má giàu quá cũng lo nữa chị ơi. Với lại mình cũng có tiền rồi, mạnh ai sống cho khỏe. Mình cầm tiền của nó coi mình như con chó á. Thôi khỏi. Nãy em, nay em rước vợ bên Thủy Tiên mới gặp chị á. Em về nha, chị và gia đình buổi tối tốt lành. À, em mới đứng cây trụ điện, em mới chào chị á đúng không? Ok, chúc hai vợ chồng buổi tối á, ấm áp nha. Trời, có vợ chồng mà thấy ấm rồi. Tôi đây mới lạnh nè. Tôi với em tôi á, thằng này á thì còn được ôm con chó ngủ, còn tôi con chó này nó không thèm ngủ với tôi luôn bà con. Lạnh. Làm lai mắt nét mộng giá nhiêu? À, nếu mà xét ở trong cái đường mí thôi thì 800 em ạ. À. Lần trước em coi thấy có chồng chị mà. Trời ơi, thấy lần trước chồng bây giờ thay như thay áo mà. Lần sau em coi là chị qua mấy thằng rồi đó. Lần trước em Đạt quê Hưng Yên đây. À, hello Đạt. Sao rồi bố chị, sao bố chị khỏe không Đạt ơi? Năm 2019 chị với anh Trúc có ra gặp bố chị và tới bây giờ chị vẫn bật vô âm tín. Đạt này gần nhà mình ngoài kia. Bố chị khỏe không? Nghe nói bố chị về nhà mới rồi đúng không? Chúc mừng bố chị á. Bữa nào gặp bố chị á. À thôi mày, mày gặp bố chị mày đừng có nhắc đến chị em nhà chị chứ không mày bố chị lại cạch mặt mày ra. Gì?
Vậy chứ chồng em làm Vậy chứ chồng chị đem tiền về đưa chị hết, có xem thường chị đâu, đàn ông đâu phải ai cũng như em nói. Dạ dạ bởi vậy số em xui thôi, em đỏ quên đi. Với lại em không có thói quen cầm tiền của đàn ông nữa. Đó giờ em cầm tiền của một người thôi, rồi từ đó trở đi em không muốn cầm tiền của nào nữa. Thấy nó kỳ kỳ, thấy nó cấn cấn. Tiền mình làm ra mình xài. Gì? Chị ơi bác khỏe chị ạ. Ok. Thế tốt rồi. Chị chỉ mong bố chị khỏe thôi, hạnh phúc thôi. Đừng có biến cố gì xảy ra cho cuộc đời ổng từ 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 đây và về mãi mãi về sau thôi. Còn việc ổng đối với chị và em chị như thế nào thì chị vẫn có thể tha thứ. Lúc nào vui vui mày mà thôi, mày đừng nhắc ổng lại. Ổng lại cặp mặt mày ra nữa. Thôi biết thế. Cái gì? Tìm người xem con là duy nhất là ok rồi nha con. Dạ đúng rồi cô, đúng, con đang tìm người đó. Chỉ có một mình con thôi hả? Chỉ một mình con thôi. Mặc dù người ta có quá khứ, có bao nhiêu cô gái trong quá khứ, có bao nhiêu vợ, có bao nhiêu người trong quá khứ, nhưng mà gặp con thì chỉ có mình con thôi thì ok. Còn con không có cần tiền, con có thể làm ra tiền, con có thể tự lo cho gia đình của con, con có thể tự gánh vác được hết. Nhưng mà khi mà đối với người đó thì chỉ có một mình con thôi là được rồi, con cũng không cần tiền của người đó luôn. Bà mẹ rượu vào lời ra và con thấy mặt tôi hừng hừng á đó. Tủ lượng yếu lắm, uống hết ly này là thấy sắp say á. Vậy cho em xin info anh đó hả? Anh nào? Thằng này hả? Nó có vợ rồi má ơi, mà vợ đang coi livestream má ơi. Nó công vợ giận lóc nó nữa. Gì nói chuyện vui ghê hả? Vui quá. Bộ hai người chia tay thiệt hả? Thiệt. Bà con coi có ai được được giới thiệu tôi rồi. Đạt hả? Em hiểu mà. Đạt ơi, khi nào mà nói chung là khi nào dịch ổn ổn á, chị sẽ ra ngoài đó tiếp, phải không? Mày để lại cái số điện thoại đi, khi nào chị ra chị gọi mày. Hôm nọ chị ra là chị ở nhà bác Hoan, bác của chị á, ở lại có vài tiếng, tới sáng là chị đi rồi. Nên chị không có giao lưu với anh em họ hàng gì trong làng cả. Chị cho em địa chỉ hôm nào rảnh em ghé. À, tôi ở 51 Lê Thị Riêng, quận Nhất bà con. Bà con cứ tìm 51 Lê Thị Riêng, quận Nhất là ra. Gì có anh đây. Anh đâu? Lát hả? Coi chứ xây rồi trà lết đó cho tao nha. Có đâu. Trà lết mẹ gì. Ba là quỷ nữa mà. Mới hừng hừng lên thôi mày. Muốn trà lết phải nửa chai, cắm muốn hút vô hút nửa chai mới lết được. Gì? Yêu lại từ đầu đúng. Dạo này ngày nào tôi cũng ăn tôm sống nè, hàu sống nè, nhum sống nè. Nói chung là cái đồ sống tôi quất vô để cho nó sung mà con, để để đi kiếm người yêu. Dạo này mình bị giống như là mình bị đóng mạng nhện treo giò, bị lãnh cảm rồi này nọ, mình đang tích cực bồi bổ mấy thứ đó vô bà con. Vũ Lê còn mở cửa không? Ai cửa của chị chưa đóng? Mày làm gì? Cửa chị chưa đóng nha, mà mệt xíu nữa là tao xong livestream mà tao đóng cửa tao ngủ đó. Gì? Đời con gái mà tự do là lấy lại chính mình thôi chị ơi. Đúng, tôi đang lấy lại chính mình à. Tôi sắp trở về ngày xưa rồi bà con. Nhưng mà sẽ khác ngày xưa, bởi ngày xưa là mình hơi lắc cắt hả? Bây giờ là mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ không lắc cắt nữa. Mình vẫn những cái tính của ngày xưa nhưng mà nó sẽ cao cấp hơn, nó hoàn chỉnh, nó hoàn thiện hơn.
Chứ Dũng ngày xưa bếp nát, nát bếp gì tròn lên chút nữa đẹp, tròn chưa? Dạo này cũng tròn lắm bà con, trời tối nào cũng đi bồi dưỡng mà. Tới bữa Noel xong không? Lái thẳng xe xuống Vũng Tàu ăn đã rồi về. Cái gì ngon kêu ra ăn, chưa tới 1 triệu. Phải khác ngày xưa nhé chị, mạnh mẽ xinh đẹp hơn. Dạ. Yeah. Tôi cao mét bao nhiêu hả? Mét 67. Nhà tôi không hiểu tại sao á. Bố mẹ nuôi tôi kiểu gì, suy dinh dưỡng mà con à. Bố tôi 1m7 mấy, mẹ tôi 1m7 mấy, em tôi gần 1m8, tôi có 1m67 à. Tôi 1m7 mấy là giờ hoa hậu mẹ kìa. Hello bên chào đại ca. Ai nằm kế chị? Người yêu tôi. Người yêu tôi nha bà con. Thấy được không biến không? Sống một mình cho nó khỏe. Dạ một mình cũng khỏe, nhưng mà bữa trước á em đi chơi về xong em thấy buồn lắm mấy chị. Em thấy buồn xong em suy nghĩ bâng quơ, em không hiểu chuyện nọ, không hiểu chuyện kia, nhưng mà chắc cũng sẽ qua thôi. Có bà chị kia bà khuyên em à, thôi bây giờ kiếm đại nào yêu đi là quên được người cũ liền à, nhưng mà có yêu được mẹ gì đâu. Giờ nghĩ tới chữ yêu cái muốn ói. Giờ nghĩ tới chuyện bồ bịch rồi này nọ cái đang mắc ói bà con. Chưa yêu được. Chị chào em câu. Em hâm mộ chị lắm hả? Ồ chào em. Hello anh Quốc Việt. Anh đã có lịch về Việt Nam chưa? Khi nào anh về thì anh phải ghi em đó nha chưa? Chị có kinh nghiệm may, em tới tiệm chị chia sẻ bí quyết cho em nha chị. Hả? Bí quyết gì? Bí quyết gì vậy Mai á? Gái Hoài Ân nói chuyện mạnh quá hen. À, mạnh lắm. Tuy là cũng sẽ có những lúc yếu đuối, nhưng mà mình quan điểm mình lúc nào cũng phải mạnh, để thể hiện cái mạnh ra bà con. Gì 1m67 là chuẩn hả? Đúng. Được cái lùng lùng giống mà dáng chuẩn mà con, chỉ là không có vú thôi, còn cái gì cũng đầy đủ hết á. Đã nói nè, cái bạn Hồng Nhan, bạn coi cái comment tôi đang ghim ở trên Facebook đi. Hello anh Việt. Gì? Chị nói mà ánh mắt buồn quá, thương chị. Đợi tôi được cái con mắt này anh, nó thể hiện tâm hồn ghê lắm. Tôi á chỉ cần mà ví dụ như liếc trai đi, tôi chỉ cần nhìn nó bằng ánh mắt thôi là biết tôi muốn gì rồi đó. Mắt hí hí mà được lắm nha bà con, xài được lắm, xài ổn. Còn tôi mà đông đưa cũng được lắm á bà con. Vậy người yêu chị xỉn ổng ngủ hay gì rồi chế kìa chế ơi. À nó cũng tự lượng yếu lắm bà con, nó cưa nữa đó, với tụi mày có thấy mặt mày nóng lên không chút á? À, công nhận cái rượu mạnh thì còn có chút xíu á. Trời, mà hôm qua hôm kia thằng Huy nó uống nửa chai ghê ha. À, thằng nào về ói lên ói xuống. Mắt một mí, đúng rồi. Không phải một mí, mí lót bà con. Ghê lắm, liếc trai ghê lắm. Chưa biết tiệm em ở đâu rồi sẽ ghé thăm em. Dạ, em ở ngay quận nhất luôn anh. Ở ngay ngã 6 Phù Động á. Nói chung là gần lắm. Vòng vòng cũng gần, cách mấy cây số thôi à anh. Nếu mà từ nhà mẹ của anh á, nhà bữa trước mà em ghé lấy quà của anh á, đi ra đây thì anh cũng đi mấy cây à anh. À, từ chỗ nhà mẹ mà đi qua miếu nổi thì gần hơn, nhưng mà ra chỗ em thì cũng đi thêm chút nữa à.
chị vẫn thích em của 4 năm về trước xinh lắm. Dạ 4 năm sau thì cũng vẫn xinh chị nhưng mà nó hơi già. Tết về quê không em à? Dạ không, Tết em ở Sài Gòn nha. Vì cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên chị ha. Đúng, cái gì vui thì mình ưu tiên. Không phụ thuộc vào nửa kia, đúng. Chị ở Quy Nhơn theo dõi em 2 năm nay. Giờ không cần yêu, giờ cần tiền, sức khỏe, lo cho con và gia đình mình thôi. Dạ đồng quan điểm với chị luôn. Mắt một mí xăm trên hay dưới đẹp ạ? À, xăm mí trên em, xăm mí dưới dữ lắm. Còn nếu mà xăm mí dưới thì xăm nửa mí thôi. Đó, thì nó nhìn nó đỡ đậm. Còn tùy theo cái style à. Em có thể vẽ thử. Tết không về với gấu hả chị hả? À không em ơi. À, cũng không cho gấu vô luôn. Tại vì để coi cái tình hình học như thế nào. Nếu mà gấu vẫn học online thì cũng có khả năng cho nó vô được. Nói chung là 11 năm rồi tôi không có ăn Tết ở quê bà con. Tôi cũng muốn có cái Tết ở quê lắm nhưng mà biết sao giờ. Năm nay á, là tôi tính ở lại quê ăn Tết xong mới vô Sài Gòn mở tiệm á. Mà tôi thấy cái mặt bằng này đẹp quá, cái tôi hốt luôn. Thì mình lại mất cái cơ hội ăn Tết ở quê. Rồi từ ngày mà đẻ con ra tới giờ, nó năm nay 10 tuổi rồi. Mà mình chỉ ăn Tết với nó được 2 lần rồi đó. 2 lần rồi bà con. Còn 8 năm nay tôi với nó không ăn Tết chung nhau luôn. Cũng buồn. Đang tính bà con. Rồi cũng tính cho nó vô ở luôn với mình. Đấy, cuộc đời tôi vậy á, má chắc chở lắm, không được mượt như người ta. Mấy bạn nào mà hỏi học xăm á thì nhắn tin cho mình đi, tại mình có 4 khóa học lận. Rồi để coi bạn muốn học thế nào thì mình báo, nhắn tin đi rồi mình báo qua cho. Dạo này nhìn tròn trịa đáng yêu hả? Rồi mặt đỏ ha. Mặt hừng lên à, uống có một miếng rượu mà hừng lên à. Đổ mồ hôi rồi bà con. Chắc chút tôi em tôi đi kiếm chạy vòng vòng. Chạy vòng vòng kiếm gì quá. Ở riêng rồi thì rước gấu vô đi cô, tội em quá, chắc nhớ cô lắm hả? À, nhưng mà nó chưa có muốn vô chứ, tôi kêu nó vô đây học nó chưa muốn vô chứ. Nó kêu để nó qua lớp 6 đi rồi nó vô ở với tôi. Chứ giờ nó đang thân thiết với bạn nó ngoài quê, nó chưa muốn vô. Mà tôi cũng tính là lớp 6 cho nó vô đây để bắt đầu cho nó học tiếng Anh, tiếng đồ. Để mai mốt được vài năm nữa thì tôi cho nó đi du học bà con. Đó là cái ước mơ của tôi. Tôi sẽ cho nó đi du học, kiếm cái nước nào đó Úc, Anh, hoặc Đức, Pháp, hoặc Mỹ. Cho nó đi du học. Cuộc sống mưu sinh không ai muốn xa con và gia đình. Dạ đúng, xa con là cái việc mà mình bị dằn vặt mỗi ngày luôn. À, nhất là những lúc mà nó đau ốm hoặc là nó té ngã là mình cảm thấy bứt rứt lắm. Rồi mình cũng sợ nữa, sợ lỡ có gì tâm lý lắm mà chẳng ai hiểu cho hết. Toàn gặp xàm không thông cảm mà còn cấm cản. Gì? Thôi đừng nhắc chuyện buồn nữa bà con. Khóc giờ. Em yên tâm đi, số con ngựa về già sướng lắm, không lo gì hết. Thiệt hả anh Thiên? Không biết có già được không, hay bà mẹ mới trung niên cái bệnh đổ ung thư ung đồ ấy ngã anh. Em cũng mong sống về già được nè. Mà không biết được không nè. Đang tích đức anh Hiền ơi. Không rồi, xúc động mà con. Gì?
tiệm chị có tuyển bảo vệ không ạ? Không em, tiệm chị có mẹ đâu cần bảo vệ, có giữ xe thì có rồi, còn bảo vệ chị á hả, thôi khỏi, tự chị bảo vệ mình được. Thế vậy cũng có giỏ bà con, thằng nào đụng vô là bẫy trọ liền là bỏ chạy á. Thôi bà con cứ cứ ủng hộ tôi đi, xăm mình, xăm mắt môi chân mày hoặc là xỏ khuyên gì qua ủng hộ tôi đi, tạo điều kiện cho tôi đi, tôi mà phát lên là mẹ con tôi không bao giờ xa nhau nữa. Chị tuổi Canh Ngọ, đúng rồi, tôi Canh Ngọ, cố gắng lên chị, nhằm khi em muốn đi làm xa gia đình mà cũng không nỡ. Đúng rồi, tôi được cái nhớ chứ mà xa thì vẫn xa được, nhiều lúc cũng ôm mặt khóc nhớ con á, nhưng mà riết nó cũng quen à, rồi con mình nó cũng quen, con tôi thấy vậy chứ nó cũng không có bám mẹ lắm, nhưng mà được cái ngày nào nó cũng gọi điện á đó, còn mấy ngày mà không gọi là tự động anh gọi luôn. Nhiều khi tôi làm từ sáng tới tối, khi mà mình bỏ máy ra là cái giờ nhìn lên đồng hồ là giờ con tôi nó ngủ mất tiêu à. Mà ở quê mà khoảng 8 giờ, 8 rưỡi là nó ngủ mất tiêu à. Mà mình làm tới 9, 10 giờ. Cái lố 2-3 ngày không gọi, vậy cái nó cũng gọi. Nó kêu, sao bữa giờ mẹ không gọi con, mẹ bận khách lắm hả? Gặp cái thằng nó cũng biết điều à con. Gặp cái đứa nó không biết điều, nhõng nhẽo thôi cũng mệt nữa. Thì cố gắng lên ạ. Dạ, ok, phải cố thôi bà con. Cố cho, hy vọng là tương lai thằng bé nó sẽ không có khổ như bây giờ. Để tôi cố gắng bà con. Tôi có nhiều cái mục tiêu để cho mình cố gắng lắm. Thứ nhất là cố gắng vì con nè. Thứ hai là cố gắng vì gia đình của mình. Sau, đằng sau tôi còn nhiều thứ lắm. Còn em nè, còn mẹ, còn bà ngoại, còn cháu chắc rồi, còn tùm lum hết. Rồi cuối cùng mới tới bản thân của mình bà con. Tôi á, cái tính tôi là phải lo cho mấy người đó mà ổn, hoặc là không ổn đi thì mình cũng phải lo cho hết khả năng của mình có thể đi, rồi dư ra cái gì á thì mới tới lượt mình. Tính tôi vậy á. Nên bây giờ tôi một mình á, tôi lo cho gia đình rồi, không phải nhìn mặt ai á, không phải nhìn thái độ ai á, nó phải. Có gì bà con ủng hộ tôi để tôi mà còn lo được cho mọi người nha. Bà con mà không ủng hộ tôi móm là không lo được cho ai đó. Gì có khách Tây ghé nhiều không ạ? Có, khu này cũng khách, mặc dù là bây giờ chưa có du lịch gì nhưng mà khách Tây mà ở Việt Nam á, người ta cũng ghé lại ra đó bà con. Nói chuyện miệng cười mà nghe nghiện trong lòng á. Chứ sao giờ? Ai đâu? Công an tới bà con, công an tới. Gì ạ? Hai ba đi đâu ạ? Uống sinh tố hả? Uống xong chưa? Thôi nha bà con, hẹn bà con bữa sau nói chuyện tiếp. Bây giờ tôi tiếp khách hai cái đứa nè. Vậy nha bà con, chúc bà con ngủ ngon.